Trước nguy cơ thất truyền của giống lúa cổ, giống lúa gạo đỏ 6 tháng ở vùng cao Kon Tum, chị Y Siêu đã mạnh dạn khởi nghiệp, liên kết với các hộ dân sản xuất bún gạo đỏ. Với sự đồng hành hỗ trợ kết nối tiêu thụ của các cấp hội phụ nữ, chỉ sau hơn một tháng sản xuất, chị em người Sơ Đăng liên tục nhận được nhiều đơn đặt hàng. Qua quá trình là trao đổi, là hướng dẫn, được tập huấn về các cách quy trình sản xuất bún thì mọi người tiếp thu rất là nhanh. Tổ sẽ cố gắng theo cái con đường OCOP để có cái sản phẩm tốt cho người tiêu dùng. Huy động các cái nguồn lực ở các cái ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ có các ý tưởng dự án khởi nghiệp mà được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và để có cái nguồn lực để thực hiện các cái ý tưởng dự án của mình. Các tỉnh Tây Nguyên đã hỗ trợ cả ngàn phụ nữ dân tộc thiểu số khởi nghiệp. Riêng trong năm qua, đã có hơn 50 dự án khởi nghiệp của phụ nữ Gia Lai và Kon Tum đi vào hoạt động hiệu quả. Từ ý tưởng khởi nghiệp ban đầu lưu giữ văn hóa truyền thống, chị Hờ Uyên Nghê đã thành công phát triển dự án du lịch cộng đồng của người Gia Lai. Mô hình du lịch cộng đồng đã trực tiếp tiếp cận được với những cái du khách khi mà du khách người ta tiếp cận được những cái tinh hoa rất đặc sắc ở trên tấm vải thổ cẩm đó thì người ta cảm thấy là cái điều đó thật sự là đáng để người ta mua về làm quà. Từ câu chuyện khởi nghiệp thành công của phụ nữ người Chi Rai Bana Sơ Đăng lan tỏa đã tạo sự tự tin mạnh dạn cho cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, chủ động biến khó khăn thành cơ hội, đưa sản phẩm đặc thù, các giá trị văn hóa truyền thống vươn xa.